Rồi chào quý anh em nha. Chiều nay mình có lên cái gắp này cho anh em thì khách đã chốt gắp rồi, gắp đẹp lắm anh em, đẹp kinh khủng luôn, dán keo mà anh em nói gì nữa. Thì khách đã chốt rồi nhưng mà khách kêu là do khách có bát này sẵn rồi cho nên là khách không có lấy ha. Thì mình sẽ bắn ra và mình để lại cho anh em nào cần trong clip này luôn ha. Thì đây là cái bát của cái gắp nè. Đó. Đây, thấy chưa? Bát nè. Đó, ok ha. Mình sẽ tiến hành mình bắn ra, mình bắn rồi cái này bắn không được anh em ơi, phải dùng mà dùng khóa rồi. Rồi bây giờ mình dùng khóa mình mở ha. Rồi gỡ ra này nha anh em nha. Đây thì cái bộ này khách không lấy, kêu mình trừ bớt tiền đi thì ok rồi anh em. Anh em là mà chúng ta cái bộ này anh em bị sét đen á thì mình chơi bộ này có rất là đẹp nha, lò xo 7 màu luôn nè. Lò xo này mình chưa hèm rửa ra nha, lò xo này chắc chắn là rất là mới luôn, nhìn là biết ngay chưa. Không nè, ốc này rất đẹp luôn. Đó, ốc xanh lè nha. Cái con này thì cũng chắc chắn là nó, nếu mà nó còn đẹp á là nó đẹp hết nguyên bộ như vậy nè, thấy không? Còn nó không đẹp á là con ốc này như là đen xì lì luôn nha. Đó, thì cái bát này anh em nào cần bát theo xe VIP thì liên hệ mình. Đó, một cái anh em ha. Rất là đẹp nha, theo xe nha anh em. Giá của nó thì báo thẳng trong clip luôn, 250 ngàn cho full bộ này. Anh em nào thấy ưng ý thì mình mua. Đó, cây này là trong cái gấp VIP gỡ ra nha, chứ không phải là gắp bèo nha anh em nha. Đấy, có sao quay vậy cho anh em luôn, mất công mà mình gỡ ra mình đăng lên anh em lại nói này kia, cho nên là mình gỡ từ trong cái gắp này ra luôn ha. Anh em nào cần thì liên hệ mình 250 nha anh em nha.